Men đường ruột là một trong những cái bây giờ nói chung hình như là chúng ta nuôi tôm chúng ta đều quan tâm tới, tại vì nó sẽ bổ sung được vi khuẩn đường ruột có lợi và enzyme. Thì trong quá trình mà Duy nuôi á, thì Duy xài nó là Miro Agua. Miro Agua là một trong những dòng mà hiện tại cái thế mạnh của nó Duy thấy là một nông to đường ruột, và thứ hai á, là ruột khỏe và tạo được cái lợi khuẩn với cái enzyme đường ruột tốt. Cái enzyme á, là nó sẽ chuyển hóa thức ăn tốt hơn nha quý vị, có nghĩa là nó sẽ giúp thức ăn mà nó chuyển hóa được tốt hơn. Thì khi mà nó tốt hơn như thế á, thì bắt đầu là nó chuyển hóa thức ăn tốt á, thì nó sẽ giảm được FCR. Tại vì cái FCR mà ví dụ chúng ta cho ăn mà 1 tấn 2 thức ăn được 1 tấn tôm, hay là 1 tấn 4, 1 tấn rưỡi, 1 tấn 6 thức ăn á, mà được tấn tôm á, thì nó sẽ dựa vào cái hệ số chuyển hóa thức ăn FCR. Và cái dòng này cái thế mạnh nó như thế, và nó sẽ giảm khi mà mình tăng cường á, cái chủng là Bacillus subtilis hay là những cái chủng mà sắc chân miset á, thì nó nông to đường ruột ra Bacillus subtilis á, thì ở đây á, thì nó sẽ là tạo ra cái khuẩn Bacillus trong đường ruột, thì nó sẽ áp được khuẩn Vibrio, có nghĩa là Vibrio gây phân trắng trên đường ruột, thì nó sẽ giảm nguy cơ gây phân trắng. Và mình cũng cho ăn từ đầu luôn, 12 ngày bắt đầu là mình xài, thì tầm cỡ 12 ngày mình xài suốt trong quá trình nuôi. Một ngày có thể là mình chọn 2 cữ trưa chiều, và buổi buổi sáng mình chọn cũng được nữa, nhưng buổi sáng thì di chọn cái khác. Thì bây giờ là đang chọn cữ 4 giờ, cữ 3 giờ, là có nghĩa là đổ máy cữ chiều á. Thì cái men đường ruột này mình cũng xài 5 kg, tức là 5 gram trên 1 kg. Ok chưa, 5 5 gram trên 1 kg thức ăn nha vậy. Thì khi mà mình đổ ra cân cân xong rồi, bắt đầu nó sẽ dạng này nè. Hồi nãy là Duy cân cân rồi đây, như vậy thấy nè. Thì đây là cái Migo Aqua nè, thì nó sẽ dạng bột như thế này. À, như vậy thấy nè, đây cái dạng này thì nó ở dạng bột nha vị, men đường ruột này dạng bột. Cái dạng bột thì men nó sẽ tồn tại tốt hơn, còn mà nếu dạng nước nó rất là dễ dễ gớt men nha. Dạng nước cũng làm được nhưng mà khó gớt men. Thì khi mà mình pha vào nước như thế này nè, thì mình cân cân hồi nãy cân rồi nha vị, cân là lúc ngắn video một tí. Cân là 5 gram trên ký nè. Khi mình cân 5 gram trên ký như thế này thì bắt đầu là mình pha vào nước. Thì hồi nãy khi mà cái khoáng mình đã trộn vào đây rồi, thì bắt đầu mình ngưới men vào. Đây có nghĩa là mình ngưới vào cái Miro qua vậy nhé vị. Đây quý vị thấy nè. Rồi bắt đầu là mình trộn đều lên. Và mình trộn máy thì cái quy trình của mình cũng vẫn vậy luôn, có nghĩa là mình trộn máy thì nó sẽ dễ hơn. Ở đây thì Duy đang làm video nên Duy test bằng tay. Ok nha bà con, trộn máy thì nó hiệu quả hơn nhiều. Bên Duy thì cũng có bán mấy cái dòng máy mà trộn thức ăn chuyên dụng á, nó chỉ có mấy triệu thôi, nhưng mà nếu mà mình nuôi tầm cỡ 3 ao lên một ngày cho ăn vài trăm ký thì mình nên lựa chọn máy này. Một là nó đều, hai là nó nhẹ công đỡ lính. Ok nha. Rồi đây là chỗ men.